Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Tôi đang có mặt tại Hạ Long các bác, để đi xem Carnival. Thỉnh thoảng thì tôi vẫn chạy sang Hạ Long chơi. Tôi nhớ không chính xác lắm nhưng mà Hạ Long này tổ chức Carnival rất nhiều lần rồi. Và dần trở thành một cái hoạt động mang tính thương hiệu cho Hạ Long mỗi cái dịp hè về. Năm nay cũng thế, thì năm nay Carnival được tổ chức tại đường Võ Nguyên Giáp. Cái cung đường này thì nằm đối diện với lại một cái hệ sinh thái vô cùng đẳng cấp của Sun Group, với mặt đường rất rộng. Kế bên chính là bãi tắm nhân tạo, bãi cháy. Ngoài ra thì cách tổ chức không gian xung quanh cái khu vực này cũng rất hay. Các bác có thể thấy này, Hạ Long họ cho kéo toàn bộ một loạt các cái tàu về quanh đây rồi cho thắp đèn lên, sáng rất rực rỡ như kia. Một cái hình ảnh mang đậm tính chất biển đảo phải không bác? Carnival Hạ Long 2023 thì gồm nhiều hoạt động từ nghệ thuật truyền thống cho đến hiện đại, rồi vũ hội đường phố và bắn pháo hoa tầm thấp. Trước khi đến với cái phần lễ hội chính thì xin mời các bác cùng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hạ Long rực rỡ về ban đêm. Đây chính là cầu bãi cháy và vòng quay mặt trời Sun World. Phía bên này chính là tổ hợp khách sạn Mường Thanh Luxury và Mường Thanh Grand bãi cháy. Rất là lung linh phải không bác? Quảng trường Sun Carnival. Và tại quảng trường này thì Hạ Long cũng triển khai xây dựng cái quảng trường rất là hay. Ở tầng hầm thì sẽ là bãi gửi xe và chợ đêm. Còn ở tầng trên thì sẽ là các hoạt động ẩm thực và vui chơi. Đây là hình ảnh khu chợ đêm các bác nhé, được xây dựng ngay phía dưới quảng trường Sun Carnival. Khu chợ này thì rất gần với bãi đỗ xe, các bác có thể mua các cái quà lưu niệm rồi lấy xe ra về, rất vô cùng hợp lý. Đây là hình ảnh các cái dãy shop house Grand World và đường kỳ quan, chật kín người tham quan các bạn. Còn với lại cái phần Carnival thì tôi chỉ chen được vào tới đây thôi, không chen được vào gần cái khu sân khấu kia, quá đông người quá. Có rất nhiều các ca sĩ, nhạc sĩ, rồi là hoa hậu có xuất thân từ Quảng Ninh tham gia phần biểu diễn, như ca sĩ Đen Vâu, cùng một chịu thôi, quá đông không chen được lại gần các bạn. Sau đây xin mời tất cả các bác cùng xem một số hình ảnh về các cái hoạt động vũ hội đường phố. Phải công nhận rằng thì Hạ Long làm Carnival rất là bài bản, rất nhiều các hoạt động và rất nhiều người, từ nhảy hiện đại sôi động cho đến các cái hoạt động văn hóa đại diện cho các cái dân tộc vùng cao hoặc một số vùng miền khác. Và cuối cùng là màn bắn pháo hoa tầm thấp, xin mời các bác cùng dõi theo.